VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đi Indonesia, Ấn Độ, đối thủ sừng sỏ tìm đường vào Việt Nam và láng giềng. Hãng xe điện VinFast vừa công bố đầu tư vào Indonesia và Ấn Độ, còn thị trường Việt Nam vẫn gợi mở nhiều cơ hội cho hãng xe điện nước ngoài. Theo kế hoạch đã được công bố, VinFast dự kiến sẽ đầu tư tối thiểu 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn. Song song với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên đến 30-50.000 xe trên năm tại Indonesia. Trước đó, hôm 13 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thăm tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hải Phòng và trực tiếp tìm hiểu các dòng ô tô điện cao cấp thương hiệu Việt Nam. Tại đây, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu đã trực tiếp cầm lái đưa Tổng thống Joko Widodo tham quan xưởng sản xuất ô tô điện tại tổ hợp nhà máy hiện đại hàng đầu thế giới của VinFast. Tại buổi tham quan và tìm hiểu dòng ô tô điện Việt Nam, ngài Tổng thống Indonesia bày tỏ vui mừng khi đến thăm nhà máy và ấn tượng với chất lượng của các dòng xe VinFast. Tổng thống Joko Widodo cho biết sẽ tạo điều kiện để VinFast sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại thị trường Indonesia. Trước đó, trong thông cáo báo chí ngày 6 tháng 1, VinFast sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ, ghi dấu bước ngoặt quan trọng của hãng trong chiến lược thâm nhập vào thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới. Trong 5 năm đầu tiên, mức đầu tư là 500 triệu USD cho giai đoạn 1. Theo kế hoạch, dự án xây dựng cơ sở sản xuất xe điện và pin của VinFast tại Tamil Nadu sẽ bắt đầu trong năm 2024, tạo ra khoảng 3.500 việc làm tại địa phương. Tọa lạc tại thành phố cảng Thoothukudi, dự án đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm sản xuất xe điện hiện đại, tầm cỡ trong khu vực với quy mô sản xuất lên đến 150.000 xe điện trên năm, tuyên bố chung chưa tiết lộ quy mô nhà máy pin. Kế hoạch mở rộng sang Ấn Độ được thực hiện nhằm nắm bắt cơ hội phát triển tại thị trường đông dân nhất và có ngành xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đây là một phần trong kế hoạch thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ của VinFast tại các thị trường trọng điểm, cũng như hoàn thiện chuỗi cung ứng xe điện cho chiến lược phát triển toàn cầu. Đối thủ của VinFast đã xây nhà máy ở Thái Lan, đang khảo sát Việt Nam. Cách đây vài ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức buổi làm việc với tập đoàn BYD Trung Quốc về nghiên cứu khảo sát, triển khai dự án đầu tư sản xuất xe ô tô điện trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Văn Hoàn tiếp và làm việc với tập đoàn. Tại buổi làm việc, bà Diana Su, Tổng Giám đốc Phòng Hành chính Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn BYD đã giới thiệu về Tập đoàn BYD. Tập đoàn BYD được thành lập năm 1995, có trụ sở đặt tại Thâm Quyến, Trung Quốc, là một trong những doanh nghiệp sản xuất ô tô điện thuộc top đầu Trung Quốc. Theo xu thế hiện nay, ngành xe điện đang phát triển nhanh chóng, vì vậy tập đoàn đang muốn mở rộng thị trường, nghiên cứu đầu tư dự án tại Việt Nam. Trong đó, Thái Bình là một trong những địa điểm tập đoàn nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu để thực hiện dự án đầu tư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn khẳng định tỉnh này có đầy đủ các yếu tố thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại tỉnh. Trước đề xuất của doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương bày tỏ mong muốn tập đoàn đến nghiên cứu, hợp tác đầu tư với tỉnh, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư. Tại nước láng giềng, Thái Lan, BYD trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất Thái Lan vào năm 2023 với hơn 30.500 xe bán ra. Theo đó, mẫu SUV BYD Atoba Dream Plus đã trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất tại Thái Lan với hơn 12.500 xe được giao tới tay khách hàng. Hiện nay, có 99 đại lý BYD ở Thái Lan đang bán 3 mẫu xe BYD Atoba, BYD Dolphin và BYD Seal. BYD có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện tại Thái Lan vào cuối năm nay nhằm củng cố vị thế của mình tại thị trường này. Hồi đầu năm ngoái, theo Tân Hoa Xã Trung Quốc, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD đã tổ chức lễ động thổ nhà máy ở ô tô điện đầu tiên tại Thái Lan, đánh dấu động thái mở rộng dấu ấn tại Đông Nam Á. Nhà máy mới tọa lạc tại đặc khu hành lang kinh tế phía đông ở tỉnh ven biển Rayong, dự kiến sẽ đóng vai trò là trung tâm sản xuất và phân phối xe điện EV ở Thái Lan, các nước ASEAN láng giềng và các khu vực khác. Nhà máy dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2024 với công suất là 150.000 phương tiện sử dụng năng lượng mới mỗi năm. Khoản đầu tư của BYD vào Thái Lan cũng phù hợp với mục tiêu của chính phủ Thái Lan là có 30% phương tiện sản xuất trong nước là xe điện vào năm 2030.
từ Soha, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội chợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964002593 để được tư vấn.